này lúc đầu tụi mình định lấy ra để chơi nhưng mà tụi mình không dám tại vì sợ nó mổ. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng. Ai dám bắt chim? Mình bắt nó bay ra nha. Con chim này đẹp quá, tên gì? Nó tên là chim đậm rõ. Quỳnh bác đi bỏ lên tay sư cháu đi. Thôi mình thà cho sư cháu bỏ lên tay cho mình hơn. Coi chừng nó có bóp mạnh quá nha. Nè bỏ vô cái rổ. Thôi là sai là sư cháu bắt đi rồi bỏ vô rồi. À lông lông cái lồng nó sợ kìa mọi người ơi. Nó sợ. Sợ chừng nó trời ơi nó bỏ lên thùng luôn rồi kìa. Nó sợ nè. Nè. Nó không mất hồn mà nó là mình sợ nó cứ mày cho nó sống mà. Sao cháu lại đây cho mắt đi. Thử coi lên. Chạy đây dùng mình bao quanh. Bao quanh để không để cho nó đây, 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 sợ. Đây nè. Ở bên, ở bên. Học tay vô. Chạy rồi. Chạy mất chứ. Hello em tên gì? Đi bên chị đừng bay hót nữa đi, hót nữa đi. Em yêu chị, em với chị bị quá thôi. Em mà không hót là chị đấy, mày lên đi. Trời ơi, chạy hết nước mắt rồi các bạn ơi. Cho nó đậu lên tay coi. Lên đi. Đậu. 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 Nha. Đậu. 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 Nếu mà đứa nào mà bắt được cái con nào mà ôm nó là nó không có suy nghĩ nữa. Được không? Em mang về nuôi luôn. Thôi, không về. Anh nó làm mất nhẹp cái tờ giấy. Cái chân nó vậy. Chim ơi, chim đừng bay. Đặt tên đi, đặt tên đi. Chim ơi, chim hàng anh. Các bạn ơi, các bạn có nghĩ một cái tên nào hay cho bạn chim này không? Các bạn hãy comment ở dưới nha. Bạn mình sẽ đọc rồi sau đó sẽ chọn tên cho bạn chim. Thôi, dừng dẫu nha. Bạn mình sợ quá, không thể nào kích thích động lại không? Không thể tình đâu. Trong mắt sư cháu là người dạng nhất. Trong mắt có dũng. Thò tay vô là con nó. Từ từ làm quen với nó, làm quen. Em ơi chim. Em đặt chim bắt chim. Cái đứa này có thể sáng, có thể sáng nè. Đứng cho em, đứng cho anh chị nha, để thể sáng đi kìa. Rồi bắt nó đi nè. Nó chui vô nhà. Nào nào nào. Nào nào, thấy chưa nó quen. Nó sáng đi cô. Nè, à ô đụng được rồi. À trời ơi mọt. Ôi giống con khỉ leo lộ, lộ nó qua bên đây, lộ nó qua bên đây. Em cái đổ ra. Con là không dám đụng vô luôn á. Nó sáng mà không có ra, sợ quá, mất hơi rồi. Nó ngay chỗ em, nó ngay chỗ em. Nó giống như ba. Giữ cái lồng lại, không cho cái lồng nó rớt nha. Nó sợ thì cũng phải giữ cái lồng lại. Làm quen từ từ với nó đó là nó sẽ thương. Em ơi em. Coi chừng nó mổ. Em đừng. Chắc không mổ. Thôi rồi. Chúng sai rồi mọi người, hồi đó là chú không có đùi. Lì hả mày, mình làm tin suốt nãy giờ rồi ha. Nè, đụng được rồi nè. Chỉ hả mày. Trời ơi, nó chạy kìa, tội nghiệp nó quá. Hình như nó thích dẻo rồi đó. Thôi bây giờ mình để cho nó một cái yên tĩnh đi mọi người. Bây giờ nặng. Rồi, mấy bạn đặt tên cho con chim này nha, bye bye.